Chào anh em, clip này em sẽ chia sẻ đến với anh em là cầm đĩa nha, cầm đĩa theo xe và chân cầm nha anh em. Đây, trước tiên là trước mặt anh em thấy không, đây là cầm theo xe em gam lại rồi nha. Nói chung bây giờ là em giới thiệu cầm trước trước cầm trước đĩa trước đây anh em thấy không. Đây, đầu chân cầm thấy không, đầu cam đẻ lúc nào nó cũng bự chân nha anh em. Em zoom lên cho anh em xem đó, cái này là theo xe em gam lại rồi nha. Nó rất là khác nha anh em, cây này cây phải, cây này cây trái. Nói chung là một một bánh trước nó 18 chân chân phải, 18 chân ngắn chân dài nè, thấy không, nó không có giống nhau đâu nha em. Nói chung mua câm, nói chung là quan trọng cái người bán á, nó phải uy tín và trách nhiệm, nói chung phải tả chính xác cho người tiêu dùng xài nha. Đó, chân găng anh em thấy không, này 20 mấy năm rồi em gam lại rồi nha anh em. Đó anh em thấy không, đầu chân câm của quay thái 110 á, nó rất là bự, nó vô cái đùm rất là ngòi dừa. Còn cái đầu của thằng ZX với phụ trợ 1 nó nhỏ nha anh em, nói chung nhìn là biết liền thôi. Rồi hồi em sẽ đo chiều dài của câm trước luôn, bây giờ đo chiều dài câm trước nha, thước em có để luôn. Đây, em có làm dấu sẵn hết cho anh em rồi. Từ số 0 ha. Đó anh em đo. Nói chung thì em đo theo kiểu này nó có sao em đo vậy thôi nha anh em. Nói chung thì em biết như em chia sẻ cho anh em chơi biết hết. Đó anh em thấy em làm dấu không? Có đo được ngay chỗ này nha, tại chục cổ này nó sụp sịch đó, cái thước nó hàm không có chuẩn, nhưng nó đo từ số xuống tắt này ha, nó tắt cũng như lấy số 0 đi, nó số 0 này nha, không nè, đây tới đây là tắt nè. Nói chung là hai tắt mấy á, hai tắt 90, hai tắt 93 92 phân cầm đĩa nha, hai tắt 92 phân. Thấy không? Cái này là cầm đĩa theo xe gam lợi nha. Nói chung em làm clip này là rất là chi tiết cho anh em nha anh em. Nói chung hai cây nó bằng nhau hết trơn, chứ không có dài nhỏ nha anh em. Đây là cầm đĩa trước. Đó, cái đùm nó để là trái phải là cầm nó nằm bên trái bên phải nha anh em. Đây nó nằm vậy đó. Rồi tới chân cầm nha anh em. Đây chân cầm luôn. Này gam lại gọi luôn nha. Anh em thấy cái nú này không? Đó. Cái nú này từ nú này nói chung là phải dài, hàng nêu nó rất là ngắn nha anh em, hàng nêu rất ngắn. Chân cầm tồn thì nó cũng vậy luôn nha anh em. Nói chung em sẽ đo đi. Này
cũng không, nói chung thì thước kẹp em mới bị hư rồi, chứ có thước kẹp và đo anh em nhìn thấy nó dễ hơn cái này. Nói chung anh em thông cảm giúp em nha. Con gửi à. Đó, đầu cam thì nói chung cái nào nó cũng giống nhau hết trơn, nhưng mà quan trọng cái nú này nè, đó. Cái nú chỗ này nè nha anh em. Này quan trọng cái nú này thôi. Đó, cái nú này nè. Đó, quan trọng cái nú này nè nha anh em. Đó, quan trọng cái nú này nè, đó. Đó là chân cam theo xe nha. Bây giờ chân cam tồn nha. Đây chân cam tồn có sẵn luôn. Anh em thấy không? Đó chân cam tồn đó. Nhiều anh em nói là mua niền tồn mà anh về anh em bắt cái cam mới là nói chung nó dư găng đó nha. Còn anh em mua căm theo xe nè, nhưng mà về bắt niền mới nó cũng dư găng nữa, là do là cái niền mới nó rất là mỏng. Còn anh em mua căm theo xe mà về gắn niền theo xe thì rất là ok đối với chân căm này nha. Em bao cho anh em là hết găng luôn. Còn anh em mua niền tồn mà về lắp căm mới, căm thái mới bây giờ mấy anh em bán 300, 300 mấy bộ á, nó về nó cũng dư găng nha anh em. Chỉ có căm tồn theo xe và chỉ có căm tồn hàng gấp xe với căm hàng theo xe nó mới hết găng nha anh em. Còn mấy cái đời cao thì nó rất là dư găng. Mấy đời cặp bánh đời cao thì nó dư găng. Cái đó là chuyện gì mình đổi chân găng thôi, cái đó không chân căm thôi, không có quan trọng gì hết. Chân căm đĩa là trước sau nó bằng nhau nha. Trước sau trước nó bằng với đùm luôn nha anh em. Rồi giờ tới căm sau đùm nha. Căm sau đùm anh em thấy không? Đó. Nó cũng có trái phải luôn nha anh em, cái ngắn cái dài luôn đó. Đem zoom lên cho anh em xem nha, zoom lên thì nhìn thấy găng nó xấu xí quá ha. Rồi em sẽ đo chiều dài của nó luôn nha anh em. Cái này là theo xe em gam lợi nha. Nói chung cái bộ đẻ này thiếu có chừng mấy cây nhưng mà đã bán rồi nha nè. Tiễn từng cây về, nói chung là em đi gam thôi. Rồi giờ đo cho anh em luôn nha. Chân căm sao nha anh em. Đây đo từ, nói chung là từ số này đến nó một tắc, thực sự anh em tính một tính không thôi nha, từ không nha. Đó. Không rồi tới một tắc này thôi. Em có làm dấu hết rồi nha anh em. mười sáu năm nha anh em. Dùng cho nó gõ một cái này em ơi. Đó, 16 năm nha, đây em có làm dấu hết rồi nha, 16 năm. Đó là cầm sao nha anh em, cầm sao theo xe. Rồi để em đo găng cái găng cầm luôn cho anh em nha. Đây nói chung em coi cho chắc cú, coi trước chứ anh em nhìn trên đây thì nó cũng không được rõ lắm đâu.
gần nó một phần một phần một phần một hai ba bốn một phần tư anh em ơi, một phần đó anh em thấy không, nói chung nó một phần găng nha, cái găng của chân cầm đó. Nó 1/4 anh em ơi, găng nó 1/4, gần 1/5 nha anh em. Đó anh em thấy không? Đây chân cầm đây. Lúc anh em bắt vô là nó hết găng luôn nha. Nói chung á, hàng zin theo xe. Hàng zin theo xe á là bắt á cũng có dư cỡ 2 găng này nha anh em. Nói chung dư nhiều quá nhìn nó xấu lắm nè, nhầm cái nó dư 4-5 găng. Là mấy cái hàng mới bây giờ, hàng mới bây giờ nó dư nhiều lắm. Đó. Để bắt cái chân hàng hàng toàn đi, cái chân này thì nó chỉnh đất rồi trong đó. Dặn cũng không muốn nổi nữa. Tại gam á, kêu gam mỏng á. Đây nè, đó, cầm đó anh em thấy không? Này cái bộ sao thì đủ rồi nè. Cái bộ sao của 110 thì đủ rồi nè. Đó, còn đĩa là thiếu, nó cũng thiếu chân tùm lum cho anh em ơi. Nói chung thì qua dịch này mới em mới đi săn được. Chứ bây giờ thua rồi. Đây là chân cam hàng tồn nha anh em. Đó, quan trọng cái nú ve này nè. Cái nú chỗ này nè, nó phải dài nha anh em. Đây theo xe đây. Đây theo xe này. Đó, theo xe thì em tiễn. Em tiễn mấy cái đầu này để về cho anh em bắt câm á, cho nó đẹp. Rồi để em gam quay cái câm hàng em gam lại bắt vô cái niềng theo xe với cái đùm cho anh em xem nha. Nó dư trừ, nói chung là dư găng cái chừng 1-2 găng à, chứ không có dư nhiều nha. Nó cầm theo xe. Rồi cái lớp, cái clip này em xin kết thúc. Nếu anh em cảm thấy hay, có hữu ích, nhớ đăng ký kênh ủng hộ giúp em nha. Và chia sẻ bạn bè cùng xem. Rồi chào tất cả anh em.